Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì bốn niệm trụ nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, chẳng vì bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì pháp môn giải thoát không nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, chẳng vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy này thiện hiện chư Phật quá khứ vị la hiện tại chẳng vì năm loại mắt nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì sáu phép thần thông nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị la hiện tại chẳng vì mười lực Phật nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng vì pháp không quên mất, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, chẳng vì tánh luôn luôn xả, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì trí nhất thiết, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, chẳng vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì tất cả pháp môn đà la ni nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, chẳng vì tất cả pháp môn tam ma Điện nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì quả dự lưu, nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì quả vị độc giác, nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì tất cả hạnh Đại Bồ Tát, nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị la hiện tại chẳng vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Bấy giờ Cụ Thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát tuy học nhiều điều mà không có điều gì để học. Phật dạy, "Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các đại Bồ Tát tuy học nhiều điều mà không có điều gì để học." vì sao này thiện hiện thật không có pháp nào có thể khiến đại bồ tát đối với pháp ấy mà tu học cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn như lai vì các đại bồ tát hoặc nói lược hoặc nói rộng pháp tương ưng sáu phép ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột thì đối với giáo pháp tương ưng sáu phép ba la mật đa này hoặc tóm lược hoặc quảng diễn đều nên lắng nghe thọ trì đọc tụng làm cho thông lợi đã thông lợi rồi như lý tư duy đã tư duy rồi quán sát kỹ lưỡng khi quán sát tâm tâm sở pháp đối với tướng sở duyên đều chẳng lay động phật dạy đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói